Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi Trong chương trình Houston Nhật Ký được phát hình và phát thanh trên Facebook và Youtube của Phong Quý vị có thể vào Facebook Trần Nhật Phong Hoặc có thể qua cái channel của Phong bên Youtube là Phong Trần Ở đó quý vị sẽ nhìn thấy cái logo của Phong Một cái quả địa cầu màu xanh Với lại cái hàng chữ TNP tức là Trần Nhật Phong Cảm ơn tất cả mọi người chọn cái channel này, cái kênh này để lắng nghe các bài nói chuyện của Phong Trước khi đi vào các cái đề tài hàng ngày mà chúng ta vẫn thường nói đến, hai đề tài một ngày và mỗi một đề tài đều có liên quan tới cuộc sống và liên quan tới tình hình tại Việt Nam. Và trước khi đi vào, cho Phong gửi quý vị phần bảo trợ. Cái chương trình Houston Nhật Ký của Phong luôn luôn được sự bảo trợ của công ty Forever Billmore Cosmetics với số điện thoại là 1888 933 7624 1888-933-7624. Đó là số điện thoại mà quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Forever Billmore Cosmetics, một công ty chuyên về các mỹ phẩm cho phái nữ lẫn phái nam. Và nếu như quý vị muốn làn da mình đẹp hơn, muốn cho mái tóc mượt mà hơn hay là muốn cho cái cặp mắt long lanh hơn, quý vị vẫn có thể liên lạc với công ty Forever Billmore Cosmetics. Một lần nữa, số điện thoại là 1888-933-7624 và hai thông báo thứ nhất địa chỉ email vẫn như cũ trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com đó là cái địa chỉ email mà tất cả mọi người quý vị các bạn có thể gửi về cho phong à, những cái câu chuyện của quý vị muốn kể ra hay là đóng góp những ý kiến của quý vị nhưng vui lòng đừng gửi những cái link hay là đừng gửi những bài viết của người khác phong sẽ không nhận đó là cái thông báo thứ nhất và cái thông báo thứ hai là cuộc hội ngộ ngày 10 tây tháng 11 sẽ diễn ra tại Washington DC giữa những gia đình đi qua Mỹ theo diện HO Human Operation và bà Khúc Minh Thơ. Bà Khúc Minh Thơ là một trong những người có công vận động cho chương trình này và nhờ cái cuộc công cuộc vận động này và chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận cho hàng có thể nói là cả trăm ngàn gia đình quân cán chính Việt Nam Cộng hòa và gia đình của họ được định cư tại Hoa Kỳ có cuộc sống tốt đẹp và có một tương lai tốt cho con cái. Do đó sẽ có cuộc hội ngộ diễn ra ngày 10 tây tháng 11 tại Washington DC. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với cái chương trình này là 703 517 5932 703 517 5932 và ngày hôm đó cá nhân Phong cũng sẽ có mặt tại Washington DC. Ok, đó là hai cái thông báo gửi đến tất cả mọi người và bây giờ nhanh chóng đi vào đề tài của chúng ta. Hai đề tài trong một cái chương trình và đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Trước khi đi vào đề tài thứ nhất thì Phong gửi quý vị một số những cái thông tin rồi từ những thông tin này chúng ta sẽ phân tích, bàn luận để biết xem cái diễn biến nó ra như thế nào. Trước hết, đây là bản tin từ CNBC, cái nơi mà Phong thường hay lấy về cái thị trường chứng khoán đó các bạn. Và trên CNBC ngày hôm nay, là Đài Loan đã tranh đấu trên toàn cầu để được thừa nhận trước sự áp lực của Trung Quốc và đặc biệt là lần này tranh đấu là khu vực ở biển Pacific tức là biển Thái Bình Dương thì bản tin cho biết là Trung Quốc và Đài Loan đã bắt đầu có những cái cuộc tranh giành ảnh hưởng giúp đỡ cho những đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương Ok trước khi đi vào cái bản tin này thì là để phong nói xong bản tin này đi rồi phong cho các bạn thấy thì các bạn thấy là ở đây hầu hết là một một phần ba các cái đồng minh của Đài Loan là nằm ở biển Nam Thái Bình Dương họ là những quốc gia đã đã được tài, Đài Loan tài trợ rất là nhiều và trong những năm gần đây thì Trung Quốc đã gia tăng cái ảnh hưởng của họ để mà giành lại cái quyền gọi là về mặt ngoại giao cô lập Đài Loan và trong cái bản báo cáo mới nhất này thì là Trung Quốc đã chi ra 1.26 tỷ Mỹ Kim để giúp đỡ cho các quốc gia ở khu vực biển Nam Thái Bình Dương kể từ năm 2011 theo cái báo cáo và trong khi đó thì Đài Loan đã chi ra quả chỉ có 224.03 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ cho những quốc gia ở Nam Thái Bình Dương thôi. Con số rất là thấp so với con số của Trung Quốc, tức là Trung Quốc gấp 5 lần các bạn. Trung Quốc chi gấp 5 lần so với Đài Loan. Và ở đây thì cái bản tường trình này cho thấy là phía Đài Loan à, đã đã cố gắng tranh đấu lại và bây giờ đang có những cái cuộc cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc Dành cái ảnh hưởng ở biển Nam Thái Bình Dương. Đó là bản tin thứ nhất. Ok, qua bản tin thứ hai thì Phong gửi các bạn. Ok, bây giờ trước khi qua bản tin thứ hai Phong cho các bạn thấy. Ok các bạn, đây là phần phần biển Thái Bình Dương. Thì các bạn thấy và những đảo quốc này nằm ở đâu? Nam Thái Bình Dương thì nằm ở đây các bạn. Đây là những đảo quốc mà nếu mà Phong đâm vô các bạn thấy rất là rất là nhiều những cái đảo quốc nhỏ có những cái tên đây các bạn như là Solomon nè, Vanuatu nè, hay là New Caledonia nè, Fiji nè, các bạn thấy đây là những cái đảo quốc nhỏ nằm ở miền nam biển Thái Bình Dương. thì nếu mà phong rung lại thì các bạn thấy Việt Nam nằm ở đây, những đảo quốc nằm ở đây, những đảo quốc này thông thường là nằm dưới sự ảnh hưởng của Úc và New Zealand. Đài Loan nằm ở trên đây và đây là Đài Loan các bạn và Đài Loan thường giúp đỡ cho những quốc gia này. và trong 10 năm qua tức là từ năm 2011 tới giờ 7 năm thì Trung Quốc đã đổ vào những đảo quốc này tổng cộng số tiền là một gần 1.3 tỷ mỹ kim, trong khi hàng năm Đài Loan chỉ giúp đỡ cho những quốc gia này khoảng 220 mấy triệu mỹ kim mà thôi. Và bây giờ thì Đài Loan đang gia tăng việc cái ảnh hưởng để giúp đỡ lại những đảo quốc này. Đó là cái bản tin mà liên quan tới tình hình tại à, à, cái à, cái à, bản tin này. Và bản tin thứ hai, bản tin thứ hai khá quan trọng là tin từ tờ Washington Times. Các bạn nên phân biệt tờ Washington Post và tờ Washington Times. Tờ Washington Times là một tờ báo có khuynh hướng cực khủ bảo thủ ở tại Washington à, à, DC. Còn tờ Washington Post là tờ báo thuộc dạng liberal và hiện nay nằm dưới quyền của ông chủ Amazon là Ben Azos. Ok, trong bản tin ngày hôm nay, à, các bạn sẽ thấy cái bản tin ngày hôm nay mà tôi đưa lên là Hoa Kỳ thực hiện cái cuộc bắn đạn sống trong cuộc tập trận và à, <laughs> biểu dương cái sức mạnh của... Hoa Kỳ trong khu vực này và ở đây thì các bạn nhìn thấy đây là cái hình của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ và trong đây cho biết là lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và lực lượng thủy quân lục chiến ở vùng biển Pacific tức là vùng biển Thái Bình Dương đã bắt đầu thực hiện các cái cuộn bắn đạn sóng tức là live fire drill tức là bắn đạn sóng trong một cái cuộc tập trận ở Nam ở biển các bạn nhìn thấy là South China Sea tức là khu vực biển uh, biển Đông và ở trong đây thì người ta cho có tường trình cho biết đây là cái cuộc tập trận bình thường tuy nhiên đã gia tăng cái tốc độ à, của hoa kỳ gia tăng cái sự hiện diện ở khu vực biển đông và nơi đây có rất nhiều những cái à, cuộc tập trận này diễn ra ở đâu và các cái loại như là trực thăng Seahawk của navy rồi à, có rất nhiều những cái loại vũ khí mới được sử dụng trong cái à, cái à, cuộc tập trận lần này và cuộc tập trận bắn đạn thật này bắn sống đó các bạn diễn ra giữa lúc mà bên ngũ giác đài cho biết là bắc kinh đã gia tăng cái uh, sức mạnh quân sự có thể chống lại hoa kỳ trong khu vực biển đông ở biển thái bình dương và đây là cái bản báo cáo mới nhất của ngũ giác đài và bên cạnh đó thì là với báo cáo cho quốc hội hoa kỳ là nên nhìn vào cái việc mà trung quốc đã gia tăng lực lượng của họ ở khu vực biển đông là họ báo cáo cho congress tức là quốc hội hoa kỳ và kết luận rằng trung quốc đang muốn gia tăng cái tầm ảnh hưởng của họ trong khu vực với cái quyền lực về quân sự, đặc biệt là với Hoa Kỳ và sự gia tăng của lực lượng à, PLA, tức là lực lượng nhân dân và lực lượng giải phóng quân nhân dân Trung Quốc, đó là cái bản tin. Ok các bạn. Hai bản tin rồi, bây giờ Phong đưa thêm một bản tin thứ ba trước khi mà chúng ta bắt đầu cái à, cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Bản tin thứ ba không liên quan tới khu vực của ái chồng Thái bình dương nhưng nó sẽ liên càng. Đó là Lockheed Martin Jet đã được sử dụng F35 đã được sử dụng lần đầu tiên một cách chính thức. Bản tin từ Washington cho biết là Hoa Kỳ đã bắt đầu chính thức sử dụng loại uh, chiến đấu cơ F35 loại mới nhất, tân tiến nhất của Hoa Kỳ để mà tấn công các mục tiêu Taliban ở Afghanistan vào sáng ngày hôm qua thứ năm và trở thành là lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng cái loại chiến đấu cơ này. Các bạn nhìn thấy đây là chiến đấu cơ F-15 của Hoa Kỳ đang bay ngược nha các bạn, đang nằm ngược lại đó. Đây là cái hình chụp. Và các bạn, bây giờ ba bản tin này chúng ta tổng hợp lại để chúng ta nhìn rõ cục diện biển Đông ngày hôm nay đã lên tới tầm nào và ra sao. Thứ nhất, tôi đưa cho các bạn thấy là Đài Loan đã bắt đầu gia tăng cái việc mà à, dành cái ảnh hưởng của họ ở cái khu vực biển Đông Thái Bình Dương. Không những ở đây mà qua những cái quốc gia khác nữa như là New Zealand, Australia và lên hướng bắc là Nhật Bản thì sở dĩ Đài Loan đã gia tăng cái việc mà tầm ảnh hưởng của họ thứ nhất họ bị mất ba cái uh, họ bị mất ba cái quốc gia ở khu vực Trung Mỹ và Phi châu vào tay của Trung Quốc trong từ đầu năm tới bây giờ tôi đã từng nói thứ nhất là Cộng Hòa Dominic thứ hai là El Salvador và thứ ba là Panama ba nơi này nhận tiền tài trợ của Trung Quốc và họ cắt bỏ các quan hệ ngoại giao với Đài Loan và sau đó thì chính chính Hoa Kỳ đã ủng hộ cho Đài Loan bằng cách là triệt thoái hết tất cả đại sứ từ ba quốc gia này về Hoa Kỳ để biểu lộ cho cái hành động mà phản đối ba quốc gia này đã bỏ rơi Đài Loan đi theo Trung Quốc và nhờ cái sự bật đèn xanh trong mấy tuần vừa qua và cuộc chiến màu dịch của Tổng thống Donald Trump, Đài Loan đã gia tăng cái cái tiếng nói của họ là, là bây giờ lúc trước thì Đài Loan thường hay vận động những quốc gia nhỏ. Và bây giờ Đài Loan không quan tâm nhỏ hay lớn nữa. Có quan hệ ngoại giao là Đài Loan, nhấn nhấn vào và nối kết. Và hiện nay thì quân đội của Đài Loan đã bắt đầu có cái những cái sự hợp tác với quân đội của Úc và quân đội của Nhật Bản, cũng như là quân đội của Singapore. Đó là ba cái quân cái ba cái đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực biển Đông thì Đài Loan đã gia tăng cái việc hợp tác quân sự với ba, ba quốc gia này. Cho thấy rằng là nếu không có sự bật đèn xanh và sự ủng hộ một cách trực tiếp hay gián tiếp của Tổng thống Donald Trump, thì bà Thái Anh Văn của Đài Loan chưa chắc đã đưa ra cái chính sách cứng rắn, mạnh mẽ và nhiều hầu như vậy trong suốt nhiều năm. Trong suốt nhiều năm nay thì Đài Loan vẫn đóng cái vai trò rất là mềm dẻo. Rất là mềm dẻo ở trên chính trường quốc tế. Nhưng mà lần này dưới quyền bà Thái Anh Văn và dưới sự hỗ trợ một cách chính thức của chính quyền tổng thống Donald Trump, Đài Loan đã bắt đầu gia tăng tầm ảnh hưởng của họ một cách công khai, mạnh mẽ và cứng rắn. Ok, đó là phần của Đài Loan. Rồi lúc nãy tôi đưa các bạn thấy là Hoa Kỳ đã bắt đầu tập bắn đạn sống. Ok, và bây giờ tôi mời các bạn xem cái phần Google Maps Ok, tập cuộc tập trận này diễn ra, bản tin cho biết là diễn ra ở khu vực đảo Guam. Ok các bạn, đảo Guam nằm ở đâu? Tôi đã chỉ cho các bạn rồi. Đây, các bạn thấy đảo Guam và đảo Mariana nằm ở đây là cái khu vực nhưng họ tập trận là ở khu vực này đây các bạn đây là cái khu vực mà à, Hoa Kỳ đã tập bắn đạn sống ở đây và cùng một lượt Anh và Nhật Bản cũng đang tập trận ở khu vực biển Ấn Độ Dương và đang trên đường đi băng qua eo biển Malacca để tới vùng biển đông tức là tàu của Anh sẽ tấp vào Singapore và đi vòng qua bên khu vực biển đông và đây Ngày hôm qua tôi có lan tin cho các bạn là Anh và và Nhật Bản đã bắt đầu có đó Thì cuộc tập trận diễn ra tại khu vực này Thì các bạn thấy từ khu vực này Nó chỉ cách Philippines là nó đi tới đảo Trường Sa Đây là đảo Hoàng Sa, đây là Việt Nam Thì các bạn thấy rõ ràng đây là cuộc tập trận Ok Và cái bản tin mà tôi có đưa cho các bạn thấy Là F-35 đã có mặt trên chiến trường Taliban Ok Thì như vậy có nghĩa là sau khi mà được thử nghiệm trên chiến trường của Taliban, Afghanistan, thì F-35 có thể sẽ được đưa vào khu vực này. Sẽ được đưa vào khu vực của Biển Đông, đặc biệt là ở khu vực này, để có thể à, à, bay ở trên đây và bắt đầu thực hành những nhiệm vụ của F-35. Ok các bạn, đó là những bản tin mà liên can tới thời sự trên Biển Đông ngày hôm nay. Cũng giống như ngày hôm qua hay ngày hôm kia, tôi đã cắt nghĩa rất rõ ràng cho các bạn thấy khi các bạn thấy sự hiện diện mỗi lúc một đông hơn của đồng minh Hoa Kỳ đầy đủ ở Biển Đông. Và hôm nay, cuộc tập trận này là một lời cảnh cáo từ phía Hải quân Hoa Kỳ. Sau khi tuần trước, đáng lý là phía Hải quân của Trung Quốc sẽ có một cuộc họp với Hải quân của Hoa Kỳ ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà sau đó thì Trung Quốc đã đơn phương rút bỏ, hủy bỏ chuyến viếng thăm này. Và sau khi Trung Quốc hủy bỏ chuyến viếng thăm này, thì ngay lập tức Hoa Kỳ đã đã gia tăng thêm một bước để sự hiện diện của họ ở Biển Đông rõ nét hơn. Tức là hai bên đã không còn cái kiểu giao hữu theo kiểu mà hợp tác nữa mà dần dần đang đến cái thế đối đầu với nhau. Ngày hôm qua thì các chiến tàu của Anh Quốc và hàng không mẫu hạm nhỏ Kaga của Nhật Bản đang tập trận ở trên biển Đấn Độ Dương. Họ sẽ di chuyển từ từ trong tuần này đến khu vực biển Đông tức là ngay cái khu vực Trường Sa và Hoàng Sa, đi ngang đó luôn. Và bên cạnh đó, cuộc tập trận của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng thủy quân lục chiến bắn đạn sống là một lời cảnh cáo cho Trung Quốc là đừng bành trướng trên biển Đông, tất cả giữ nguyên trạng và không ai có thể claim cái vùng biển mà gọi là tự do hàng hải đó làm lãnh thổ của mình để làm khó làm dễ quốc gia khác. Và các bạn thấy Anh, Nhật, Nam Hàn đã có mặt và Đài Loan đã có mặt tại Biển Đông. Và sắp tới đây là hai quốc gia cũng sẽ đưa quân đội và đưa thuy, chiến thuyền của họ xuất hiện trên Biển Đông là Ấn Độ và Malaysia. Các bạn thấy dần dần tất cả đồng minh của Hoa Kỳ đã lộ diện trên Biển Đông và lộ diện một cách công khai. Giống như tôi đã nói là đây là cái chiến lược mà họ ủng hộ hoàn toàn cho Hoa Kỳ về cái chiến lược gọi là Indo-Pacific từ bờ biển Thái Bình Dương tới bờ biển Ấn Độ Dương. Thứ nhất, thứ hai, cái việc biểu lộ này là một cái hành động kích thích các quốc gia khác trong khối Đông Nam Á. Các bạn biết khối Đông Nam Á gồm có 10 quốc gia nằm trong thành viên của khối ASEAN. Những hành động của các đồng minh Hoa Kỳ thúc đẩy những quốc gia Đông Nam Á là mạnh mẽ đứng lên để mà thoát trung. Trong những năm qua, gần 10 năm qua, nhiều quốc gia tại Đông Nam Á đã nằm dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Các bạn thấy Việt Nam coi như hoàn toàn Lào cũng coi như hoàn toàn. Campuchia cũng coi như là hoàn toàn nằm dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Miến Điện trước đây nằm dưới tầm cái phần mà khu vực mà biên giới của Miến Điện nằm dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và quân đội Miến Điện cũng một phần nào ảnh hưởng của Trung Quốc thì bây giờ đã bắt đầu có cái khuynh hướng ly khai. Tức là họ không muốn bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Kể từ khi bà Aung San Suu Kyi có mặt trong quốc hội thì bà đã giới hạn khá nhiều những cái dự án của Trung Quốc. Thái Lan, Philippines là những quốc gia hay Singapore thì không nằm trong đó. Singapore không bị ảnh hưởng và Indonesia bị ảnh hưởng, Malaysia bị ảnh hưởng. Nhưng Malaysia và Indonesia cùng với Singapore, ba quốc gia này đã coi như hoàn toàn muốn tách khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Rồi bây giờ Thái Lan và Philippines. Philippines thì các bạn thấy ông Duterte 50-50, bữa nay ông lập kiểu này, ngày mai ông lập kiểu khác. Cho nên chúng ta vẫn chưa biết cái quan điểm rõ ràng của ông. Nhưng phía Thái Lan, một phần nào về mặt diện, Thái Lan đã có một chút bị ảnh hưởng bởi cái sự thao túng của Trung Quốc. Tuy nhiên ngày hôm nay thì là cái người lãnh đạo à, chế độ quân đội của Thái Lan đã chính thức chuẩn bị trao trả quyền về cho dân sự. Trong 5 năm nay thì quân đội Thái Lan đã sử dụng cái quyền hành của họ trong các cuộc đảo chính để giữ ổn định cho đất nước Thái Lan. Và sắp tới đây thì cái người lãnh đạo mới của Thái Lan sẽ cho phép bầu cử lại và trả cái quyền chính phủ về cho à, chính phủ dân sự không còn là chính phủ quân sự nữa thì các bạn thấy là cái sự hiện diện của các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ không những là cái lời cảnh cáo tới cho Trung Quốc là đừng có vọng động trên Biển Đông và đừng có phát triển gì thêm ở trên Biển Đông. Nếu không là sẽ đối diện với cái sự phản ứng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là đồng minh của Hoa Kỳ. Nhưng mặt khác, cái thông điệp mà cái sự xuất hiện của các đồng minh Hoa Kỳ, tàu chiến của họ ở trên Biển Đông là những cái lời, là những cái thông điệp nhắn gửi đến những quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi trung quốc là phải mạnh mẽ đứng lên phản kháng và chỉ có tất cả các quốc gia này đồng nhất gom lại thì mới chận được cái hướng phát triển của trung quốc còn nếu không thì các bạn thấy là nếu mà bị chia rẽ và bị trung quốc à, thao túng thì cái chiến lược này nó sẽ còn kéo dài và các quốc gia sẽ bị đương đầu với tiềm năng có chiến tranh còn nếu như các quốc gia mà đoàn kết và đứng chung lại với nhau để mà chống cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này và giữ cho cái khu vực này vẫn là cái vùng tự do hàng hải thì chắc chắn rằng là Trung Quốc sẽ không làm gì được. Và như vậy thì là cái quyền tự do hàng hải ở khu vực sẽ không bị ai khống chế. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này, chính quyền cộng sản Việt Nam những kẻ đang cai trị các bạn ở tại Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với lại Trung Quốc mặc dù rằng vẫn mở cửa bến cảng để lấy tiền tức là các cái tàu chiến thì đi ngang vùng biển đông vẫn tấp qua Việt Nam để maintenance à, thăm viếng một hai ngày maintenance tức là bảo trì đó là thì họ vẫn cho mướn để họ lấy tiền nhưng mặt khác thì họ coi như cái bộ chính trị hoàn toàn đã lệ thuộc vào Trung Quốc và họ không để cho Việt Nam có một cái phản ứng tốt để có tham gia cùng với lực lượng đồng minh để bảo vệ cái vùng biển này là cái vùng tự do hàng hải. Ok, bây giờ mình trở lại cái bản đồ để cho các bạn nhìn thấy rõ. Như lúc nãy à, tôi đã có nói và nhiều lần trước tôi nói, cái chiến lược của tổng thống Donald Trump là từ vùng biển Bắc Á, tức là vùng biển Đông Bắc Á ở Thái Bình Dương, toàn bộ khu vực biển Đông này. Ở khu biệt kể cả xuống cả Nam Thái Bình Dương luôn nha các bạn. Khu vực này là biển Nam Thái Bình Dương đây. Ok. Và tất cả khu vực này sẽ đi từ bên eo biển của Malacca của Singapore hoặc là vùng biển này để đi thẳng qua bên Ấn Độ Dương. Các bạn thấy bên đây là Ấn Độ Dương. Và bên đây là vùng biển của Ả Rập. Thì các bạn thấy đây là biển Ấn Độ Dương. Indian Ocean nè. Các bạn thấy chưa? Thì đây là cái vùng tự do hàng hải. Và Hoa Kỳ muốn thực hiện cái chiến lược này gọi là Indo-Pacific. Nó chạy dài hết ở khu vực này. Qua tới khu vực này. Bây giờ Trung Quốc tìm cách khống chế bằng cách là họ ngăn chặn cái con đường huyết mạch này tức là các bạn thấy cái ngõ đi xuống đây đi xuống đây qua bên Singapore qua bên đây thì họ chặn ngay chỗ này ở chặn chỗ này là vì họ đang kiểm soát quần đảo Hoàng Sa và bây giờ họ xây dựng thêm quần những cái căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa các bạn thấy tôi đùm gần cho các bạn thấy đây là Paracel tức là Hoàng Sa đây là Sparkly tức là Trường Sa nếu họ nối kết và họ chặn khu vực này thì thuyền bè không đi ngang được phải đi ngang phải có sự kiểm soát của Trung Quốc chính vì vậy mà các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đã đồng loạt xuất hiện ở Biển Đông họ sẽ đi từ dưới đây đi lên hoặc là đi từ đây đây đi xuống đi ngang cái khu vực kiểm soát này mà không cần hỏi ý kiến của Trung Quốc và các bạn thấy ông cuộc tập trận diễn ra ở đây ở đảo Guam và từ Guam từ đây mà bay vô đây rất là gần các bạn đây là căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đang tập trận Và từ đây vào trong đây rất gần Nếu các bạn nghĩ như thế nào F-35 và B-52 từ bên đây mà bay thẳng vào đây Thì các bạn thấy là nếu mà B-52 bay thẳng vô đây Mà bỏ bom Với sự hộ tống của F-35 Thì chuyện gì xảy ra trên Biển Đông Và Trung Quốc có dám bắn trả các cái uh, Máy bay ném bom của Hoa Kỳ hay không Và các bạn nên biết Hoa Kỳ đã cho chính thức sử dụng chiếc F-35 vào chiến trường ở Afghanistan và sẽ không bao lâu F-35 sẽ được đưa tới Biển Đông. Và nếu đưa tới Biển Đông thì các bạn thấy chuyện gì xảy ra. Rõ ràng tất cả những cái biến động trong mấy ngày qua và trong mấy tuần qua trên Biển Đông cho các bạn thấy hai việc. Thứ nhất là quyết tâm của Hoa Kỳ, tức là Tổng thống Donald Trump thực hiện cho xong cái chiến lược Indo-Pacific với sự phối hợp của tất cả các đồng minh. Và điểm thứ hai, vì vì cái sự quyết tâm này và vì cái Trung Quốc cũng tỏ ra khá cứng rắn ở trên biển Đông, do đó cái cái việc mà xung đột, một cuộc chiến ngắn trên biển có thể xảy ra và sẽ xảy ra ngay trên biển Đông, giống như tôi đã từng phân tích với các bạn, tàu chiến của Anh Quốc sẽ không di chuyển tới biển Đông nếu như quốc hội Anh Quốc không đánh giá là khu vực này có chiến tranh nếu như họ đánh giá là khu vực này không có chiến tranh, họ sẽ không để tàu Anh quốc tới. Còn khi tàu chiến của Anh quốc đã xuất hiện trong khu vực này, thì cái cái quốc hội Anh quốc họ đánh giá rằng có cái khả năng từ 60 tới 80 là có khả năng xảy ra chiến tranh trong khu vực này. Do đó, tàu chiến Anh quốc cần phải có sự hiện diện. Đương nhiên, Anh quốc là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Anh quốc cũng là một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, không kém gì gì Đức, Hoa Kỳ hay Nhật Bản mà Anh Quốc lại là một lá phiếu trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nữa. Do đó, sự hiện diện của tàu Anh ở khu vực Biển Đông đã cho chúng ta thấy một cái tín hiệu là khu vực này có thể sẽ xảy ra một cái cuộc chiến ngăn ở trên biển. Vẫn chưa biết được cái sự cọ sát của đôi bên như thế nào và mức độ có lớn chiến tranh hay không. Nhưng mà đây là cái báo hiệu cho cho Trung Quốc thấy là phía đồng minh và các và Hoa Kỳ cũng như là các cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến trên biển, nếu Trung Quốc tiếp tục có cái sự bành trướng trên biển Đông. Khu vực mà tôi vừa chỉ cho các bạn lúc nãy là cái khu vực trên nguyên tắc nếu mà chúng ta đứng ở góc nhìn của người Việt Nam thì chúng ta nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Nhưng nếu mà đứng ở góc cạnh của cộng đồng quốc tế thì họ coi cái vùng biển này là cái vùng biển tranh chấp giữa nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. 6 quốc gia, 5 quốc gia và một vùng vùng lãnh thổ tức là Đài Loan. Thì các bạn thấy nếu mà đứng ở cộng đồng quốc tế nhìn vào thì đây là cái khu vực tranh chấp. Đứng ở góc cạnh chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta biết đó là cái quần đảo mà từ thế kỷ thứ 17 thì chúng ta đã đặt chủ quyền ở ngoài đó rồi. Chúng ta đã có dân chúng sống ở ngoài đó đi ra đó đánh cá tấp vào rồi. Hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nó thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng mà bây giờ thì Hoàng Sa đã bị à, Trung Quốc chiếm từ năm 1974, chúng ta chưa có cơ hội lấy lại. Năm 1988 thì Trung Quốc lại đánh vào Trường Sa chiếm luôn đảo Gạt Ma. Với sự bất lực của Đảng Cộng sản, thì các bạn thấy là hai cái bối cảnh chiếm hai quần đảo khác nhau. Trung Quốc chiếm Hoàng Sa trong bối cảnh Việt Nam đang có cuộc nội chiến Nam Bắc và chúng ta không có đủ lúc đó đang phải đương đầu với cuộc chiến ngoài Bắc thì chúng ta không thể có đủ lực lượng để mà chiến đấu để lấy lại hoàng sa mặc dù là sau đó chúng ta có lấy lại được cái đảo sông tử tây từ tay philippines còn cộng sản mất đảo trường sa vào tay của trung cộng là lúc đó đang hòa bình không có chiến tranh mà họ bất lực họ không có phản kháng hai cái cách mất khác nhau nhưng mà ít nhất ở đây tôi làm một cái bản phân tích cho các bạn thấy rõ ràng các quốc gia đều đã hiện diện câu hỏi đặt ra là Việt Nam đứng chỗ nào trong cái lực lượng đồng minh này và cộng đồng quốc tế. Và liệu Việt Nam có đủ can đảm dứt trung để đứng về cộng đồng quốc tế cho dân tộc có cửa thoát hay không, hay những kẻ cai trị vẫn tiếp tục cúi đầu với Trung Quốc, đẩy dân tộc vào sự tăm tối và bế tắc. Tại vì không có sự liên hợp với cộng đồng quốc tế thì làm sao phát triển kinh tế, làm sao con dân có thể được đi ra bên ngoài học hỏi để mang về xây dựng đất nước? khi mà toàn bộ cái hệ thống chính trị lệ thuộc vào sự thao túng của Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra cho các bạn phải suy gẫm là nếu như đứng về tất cả những quốc gia mà tôi vừa kể trên thì các bạn nghĩ trong tương lai 20 năm tới Việt Nam sẽ đứng ở chỗ nào trên cộng đồng quốc tế? Nếu hợp tác với những quốc gia Anh, Đài Loan, Úc, Ấn Độ và các đồng minh của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác về quân sự và được sự giúp đỡ của họ nâng cấp cho quân đội, cả, à, huấn luyện cho quân đội và tất cả mọi thứ. Thì các bạn nghĩ rằng cái tư thế quân sự của Việt Nam trong 20 năm tới như thế nào và nền kinh tế của người Việt Nam trong 20 năm tới như thế nào? Còn bây giờ tất cả lệ thuộc vào Trung Quốc, huấn luyện cũng đi qua Trung Quốc, rồi kinh tế cũng lệ thuộc Trung Quốc, một nước duy nhất. Thì các bạn nhìn thấy bây giờ cái tinh thần của các bộ quốc phòng Việt Nam nó như thế nào và cái gọi là quân đội nhân dân việt nam anh hùng bây giờ trốn ở chỗ nào thì các bạn nhìn trong cái bàn cờ quốc tế nhìn trong cái bản đồ nhìn trong những cái thông tin của tôi đưa ra cho các bạn ngày hôm nay các bạn đã hiểu được là cái tư thế việt nam bây giờ nằm ở góc nào và tại sao lại không có cái sự hội nhập với cộng đồng quốc tế mặc dù báo chí nói là hội nhập nhưng rõ ràng cái này á tự tách mình ra với trung quốc chứ không hề hội nhập với cộng đồng quốc tế nó rõ nét nhất để cho các bạn tự suy gẫm và tự tìm hiểu coi còn mình phải có cái suy nghĩ gì về cái thái độ ngày hôm nay của những kẻ đang cai trị việt nam ok các bạn đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay một lát nữa phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai liên quan tới việt nam và cái đề tài này vẫn là chuyện dài muôn thở nhưng những bạn ở sài gòn quá sao cẩn thận bởi vì cộng sản vẫn là những cái kịch bản cũ vẫn là những cái kịch bản mà làm cho người dân một hơi mất tất cả tài sản của mình. Tôi trở lại trong vòng 3 phút. Xin tất cả mọi người đừng rời khỏi các cái làn sóng phát hình phát thanh của tôi trên Facebook và trên YouTube. Biomora's Pure Turmeric Cream là thành quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản. Kết hợp dưỡng nghệ, vitamin A, vitamin E, dầu ô liu và rong tảo nâu sẽ giúp cho da ngăn ngừa sự phát triển của mụn, tẩy đi da chết, làm mờ các vết sẹo trên da, giúp tế bào da phát triển khỏe mạnh. Kem nghệ Pure Turmeric Cream được sản xuất tại Nhật Bản, đang được phân phối tại Forever Biomore. và Bimo xin giới thiệu cùng quý vị một sản phẩm làm đẹp đến từ nước Đức kem hộ phách vàng Amber Gold Cream được chiết xuất từ hộ phách Baltic là loại hộ phách có được thành phần dưỡng da cao nhất kết hợp cùng dầu quả hạnh nhân với các loại vitamin cần thiết sẽ giúp da chống lão hóa lấy đi tế bào chết của da giúp da trắng hồng mịn màng đặc biệt dưỡng ẩm tuyệt vời cho kết quả nhanh chóng sử dụng Amber Gold Cream sẽ có được làn da mềm mại mịn màng sáng hồng và săn chắc khỏe mạnh xin gọi 1888 933 7624 Xin giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm dưỡng da đặc biệt của công ty Forever Beauty More Collagen Beauty Cream với chức năng phục hồi tuổi thanh xuân cho làn da được chứa xuất từ dược thảo thiên nhiên như collagen, nhân sâm, bột ngọc trai và nhiều loại dược thảo khác. Collagen Beauty Cream sẽ làm săn chắc da bị chùm nhão, tẩy độc tố cho da, đặc biệt tái tạo tế bào da một cách tuyệt đối, giúp da trắng hồng sáng mịn tự nhiên, làm mờ những vết tàn nhang đồi mồi, nám sạm. Xin gọi 1888 933 7624. Xin giới thiệu kem trang điểm 4 trong 1 đến từ Hàn Quốc của công ty Forever Beauty với chiết xuất từ thiên nhiên Olavera cho quý vị lớp trang điểm mịn màng nhẹ nhàng trong suốt. Chỉ với một thao tác, quý vị đã có một gương mặt trang điểm hoàn hảo, có cả sự kết hợp phấn nền, phấn lót, dưỡng da chống nắng, giúp cho lớp tàn nhang đồi mồi khuyết điểm trên da. Quý vị sẽ cảm nhận sự nhẹ nhàng khi sử dụng kem trang điểm 4 trong một một sản phẩm tuyệt vời đã nổi tiếng hơn 10 năm qua. Xin gọi 1888 933 bốn các bạn có biết trứng cá hồi sống là điều pháp tuyệt vời cho làn da khỏe mạnh sáng đẹp. Trứng cá hồi giúp tạo ra collagen chất lượng tốt, làm chậm quá trình lão hóa, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho da, tạo độ sáng hồng cho da, bảo vệ làn da bị tổn thương, tẩy đi những vết sạm nám trên da, dưỡng ẩm da. Chúng tôi Forever Be xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Caviar Serum đến từ nước Đức với đầy đủ những công dụng tuyệt vời kể trên cho quý vị làn da như mơ ước. Sản phẩm tuyệt đối an toàn và hiệu quả nhanh chóng. Xin gọi 1888 Xin giới thiệu cùng quý vị sản phẩm làm đẹp của công ty Forever đến từ Thụy Sĩ với năm chức năng bảo vệ da Glamour Beauty Capsule với các thành phần như vàng nguyên chất, bột ngọc trai, platinum, ngọc trai đen và viên năng lụa. Mỗi thành phần sẽ giúp quý vị những chức năng dưỡng da khác nhau, ngăn chặn lão hóa, giúp đều màu da, nuôi dưỡng tế bào da, trẻ hóa làn da, giúp da trắng hồng mịn màng hơn nhiều lần, giữ ẩm tự nhiên. Glamour Beauty Capsule tiện lợi, dễ dùng, tác dụng tuyệt vời. Xin gọi 1888 Collagen và nhau trứng cá hồi đã được biết đến như là thần dược giúp trẻ hóa làn da. Xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm với sự kết hợp độc đáo của hai thành phần này: Tamo Collagen Drink with Caviar, ngoài hàm lượng collagen cao cùng nhau trứng cá hồi còn có sụn cá mập, COQ10, vitamin B3 giúp tái tạo tế bào gốc, tái tạo da bị tổn thương, giúp sự đàn hồi dẻo dai, giữ ẩm tự nhiên, bảo vệ da khỏi tia cực tím, giúp da căng mịn sáng hồng chỉ sau 4 tuần sử dụng. Xin gọi 1888 933 7624. Để tri ân quý khách hàng đã tin tưởng và yêu thương công ty Foy và Billmore trong nhiều năm qua, chúng tôi có chương trình sale thật đặc biệt cho quý khách hàng. Nước uống collagen vàng 20.000mg và collagen đỏ 21.000mg cùng với Amino Fucodent Drink mua 3 tặng 2, mua 5 tặng 4, đặc biệt khi mua 10 được tặng 8 và tặng thêm 20 miếng mặt nạ. Hãy gọi ngay trước khi chương trình sale đặc biệt này kết thúc, xin gọi 1888 933 7624. trở lại chương trình Houston nhật ký với trần nhật phong trên facebook và trên youtube các bạn có thể vào trong facebook đánh chữ trần nhật phong nhìn thấy người thổi sáo chính là phong hoặc là qua bên youtube thì các bạn sẽ nhìn thấy cái icon của phong để cho các bạn hiểu rõ hơn và có thể qua bên cái channel của phong đây là cái channel của phong bên youtube ok các bạn vào trong đó thì các bạn thấy chữ phong trần và các bạn thấy cái logo này thì các bạn bấm vào logo này thì các bạn sẽ ra cái channel của trần nhật phong OK. Hoặc là bên Facebook thì các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn lên trên đây thì các bạn thấy hình cái logo này của Phong ở trên Facebook. OK. Đó là cái trang để các bạn theo dõi Phong hàng ngày với những cái chương trình mà Phong đưa ra. OK. Đề tài đầu tiên đã xong. Đề đầu đầu, đầu tiên Phong đã nhắc lại cái việc và ngày hôm nay cái tin mà Hải quân Hoa Kỳ cộng với Thủy quân Lục chiến tức là Marine đã có cuộc tập trận bắn đạn sống tại đảo Guam và Mariana Island tức là cái đảo Mariana thì cái khu vực đó nó nằm gần với lại Hoàng Sa và Trường Sa không xa lắm như vậy thì cho các bạn thấy rằng là rất là uh, Hoa Kỳ đã bắt đầu gia tăng thêm một bước như một cái lời cảnh cáo với Trung Quốc là sẽ có chiến tranh nếu như Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên biển đông và cùng một lượt ngày hôm qua thì Hải quân Anh và Hải quân Nhật đã trong họ cũng đang tập ở bên bờ biển Ấn Độ Dương. Và bây giờ đang trên đường đưa chiến thuyền của họ Cũng như là hàng không bảo hạm nhỏ của Nhật Bản Để mà đi vào Biển Đông Đó là cái lời cảnh cáo của phía cộng đồng, cộng đồng quốc tế Hay nói chung là những đồng minh của Hoa Kỳ Đang gia tăng sự hiện diện của mình trong Biển Đông Để hỗ trợ cho chiến lược Indo-Pacific Tự do hàng hải từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương Đó là cái đề tài thứ nhất Ok, bây giờ chúng ta bước qua cái đề tài thứ hai Và trong cái đề tài thứ hai thì giống như, Ngày hôm qua Phong đã nói một cái vụ mà xây cái cái gọi là gì à, cái rạp hát giao hưởng ở Thủ Thiêm 1.500 tỷ đồng Việt Nam tức là hơn 60 triệu Mỹ Kim một cục đá dò đường thì cục đá dò đường ngày hôm nay cũng có một cục đá dò đường thứ hai mà không phải xây dựng mà là phá Ok tôi mời các bạn xem tờ VNF Press. tranh luận việc bảo tồn dinh thượng thơ 130 tuổi ở Sài Gòn và trong cái cuộc tranh luận này thì đã có nhiều ý kiến đưa lên đa phần những người bảo vệ thì có bảo vệ nhưng mà ở đây là cái ý kiến mà đưa ra dò đường chính là cái ý kiến này đây các bạn nhìn bề ngoài dinh thượng thơ không phải là công trình kiến trúc tiêu biểu cho một dòng kiến trúc đặc sắc của nước pháp thời gian đó nếu thành phố cần mở rộng trụ sở giữ lại công trình này sẽ cản trở cho các dự án xây dựng tổ hợp đủ tầm đủ lệ phù hợp với khu đất yêu cầu sử dụng các bạn thấy là rõ ràng đây là cái bản tin mà cho các bạn thấy một cục đá dò đường mới <laughs> cho thấy là chuẩn bị tiếp tục phá <laughs> giống như tôi đã từng nói trong mấy cái livestream trước đây là những kẻ thứ nhất là những kẻ cai trị ở ngoài bắc muốn xóa tất cả những cái dấu vết của miền nam thứ hai là như nó phối hợp với những kẻ có tiền có bạc từ đông âu về để mà thống trị khu vực ở miền Nam Sài Gòn. Và các bạn thấy đây là sự phối hợp rất nhịp nhàng của những kẻ ngoài Bắc và những kẻ có tiền bạc ở trong Nam để bắt đầu thứ nhất là những kẻ cai trị thì đã có thể thực hiện được cái ý đồ của họ xóa tất cả những cái dấu vết mà xưa cũ của miền Nam Việt Nam. Còn những kẻ có tiền có bạc từ Đông Âu thì lại có cơ hội có thêm một miếng đất rất là ngon rất là vàng để có thể trục lợi ở trên miếng đất đó. Nếu như cái dinh thượng thơ này bị phá hủy 130 năm, nó có cái chiều dài lịch sử của nó. Nhưng mà đối với những kẻ tham tiền thì lịch sử không đáng một đồng xu đối với họ. Họ chỉ cần miếng đất đó là miếng đất thơm, miếng đất vàng và họ có thể đào xới ra tiền từ miếng đất đó là họ làm. Ngược lại, những kẻ cai trị ở ngoài Bắc như tôi đã từng giải mã họ rồi là tại sao họ có cái ý đồ xóa toàn bộ dấu vết của miền nam việt nam à, mấy cái livestream trước tôi đã từng nói hôm nay tôi chỉ nhắc lại thôi lý do họ làm như vậy là nếu như để cái văn hóa miền nam phát triển thì người ta sẽ đi tìm về cái nguồn gốc của văn hóa đó ồ sao nó đẹp và nó hay và nó có những cái kiến trúc tốt như vậy người ta sẽ đi tìm lại và khi người ta tìm lại người ta đọc và người ta phát hiện ra là cái xã hội miền nam dưới thời pháp thuộc ngay cả dưới thời của thể chế Việt Nam Cộng Hòa, nó hoàn toàn không giống như những kẻ ngoài Bắc tuyên truyền là cực khổ, là nghèo đói, là bị áp bức, là à, băng hoại vân vân. Tại vì nó nếu mà cái xã hội mà nằm ở cái mức đó thì không thể nào có những công trình kiến trúc đẹp và không có những cái nét văn hóa mà được xem là bùng nổ đẹp. Thì khi người ta tìm đến như vậy, người ta nói, ủa vậy là mấy ông kia nói láo rồi. Chứ làm gì nếu cái văn hóa người ta đẹp vậy tại sao mà phải nói là người ta xấu Rồi cái lúc đó người ta sẽ đi kiếm lại thêm một lần nữa Người ta sẽ đào thêm một lần nữa Không những người ta sẽ phát hiện ra những kẻ cai trị và những thế hệ trước của họ là những kẻ nói láo Mà họ còn phát hiện ra những tội ác mà những thế hệ trước của kẻ cai trị đã che giấu Chính vì vậy mà những kẻ ngoài Bắc luôn chủ trương là xóa dần cái dấu vết của miền Nam Việt Nam và họ đã làm một lần nhưng là không thành công. Ở cái thập niên khi mà họ vào họ chiếm toàn bộ miền Nam Việt Nam. Là tất cả những cái sáng tác thi ca tất cả những cái đó đều bị ngưng lại hết. Họ đã ngưng rồi. Nhưng mà cuối cùng thì ngưng được trên mặt luật pháp nhưng không thể ngưng ngưng được trên đường phố. Ra đường thì con nít kể cả tôi hồi bé cũng vậy. Hồi bé lúc mà tôi còn ở đó là thập niên 70 tôi còn ở Việt Nam mà. Tôi vẫn nghe ngao tôi hát những bài hát rất là trữ tình của miền Nam Việt Nam và tôi ngược lại ra thì những cái bài nhạc đỏ đó thì tôi không bao giờ tôi hát mà tôi chỉ hát nhạc chế thôi tức là những bản nhạc đỏ bị chế thành cái kiểu khác thì mình hát cho vui thôi đó. Như, cái kiểu giống như là như có ông hồ đang ngồi bên sập sáp gì đó đúng không đó đại khái ấy, nhạc đỏ thì mình hát nhạc chế nhưng mà mình vẫn thích cái dòng nhạc miền nam do đó một lần họ đã cố tình triệt phá và họ cấm tất cả các loại sách các bạn nhớ những cái uh, sách báo họ vu cáo cho là sách báo đồi trụy họ vu cáo cho là uh, sách báo uh, uh, có uh, cái cái chiều hướng xấu độc hại gì đó họ ngăn cấm hết họ cho tiêu hủy hết họ không cho phát hành họ không cho làm gì cả những cái sáng tác rực rỡ của miền Nam về sách báo về văn nghệ họ hủy hết họ đã làm một lần rồi nhưng không thành công tại vì cho tới ngày hôm nay có nhiều bạn đã inbox cho tôi, họ còn lưu trữ lại đầy đủ những cuốn sách ngày xưa được in trước năm 1975. Những cuốn như là Tuổi Hoa, những cuốn như là những cuốn truyền kiếm hiệp, họ còn giữ lại. Rồi bên cạnh đó là những cái cuốn sách mà à, giáo dục của Toan Ánh, của cụ Dương Quảng Hàm, họ còn giữ lại hết các bạn. Tức là họ Cộng sản không triệt tiêu được cái nền văn hóa của miền Nam. Nhưng mà họ biết họ phải làm. <laughs> Họ biết họ phải làm, tại vì không làm, những thế hệ sau đào đào sới là lịch sử, thì nó sẽ lòi ra, nó sẽ họ sẽ truy ra được cái bản chất của những kẻ cai trị. Do đó, các bạn nhìn thấy trong hàng loạt những cái biến cố gần đây ở Việt Nam là cái chính sách đó nó càng lúc nó càng đi nhanh hơn, nó càng đi nhanh hơn. Mục đích của nó là gì vậy các bạn? Nó đi nhanh hơn. Ví dụ như các bạn thấy là nó à, như cái bản tin tôi vừa loan, đúng không? là một trong cái cục đá dò đường tức là có nên xóa bỏ cái dinh thường thư 130 năm hay không rồi trước đây đó nó lại đưa cái tin là nhà thờ Đức Bà có dấu hiệu bị xuống cấp tức là các bạn thấy là nó xóa hết những cái khi mà đưa ra những cái tin đó dò đường coi phản ứng công chúng ra sao mạnh quá thì nó thôi mà nếu mà công chúng mà phản ứng yếu ớt một chút xíu là nó dập nó làm ca âm liền tự nhiên ngày hôm sau thấy biến mất tiêu cái dinh thượng thơ hay biến mất tiêu cái nhà thờ đức bà lúc đó bắt đầu tri hô lên cái lỡ rồi phá rồi giờ không để sai đại. và cuối cùng nó thực hiện y trang như cái tình hình mà nó phá cái cái mộ của bà bà vợ vua Từ Đức vậy đó các bạn thấy vô nó làm cái rầm bây giờ nó mới bắt đầu nó xin lỗi dòng họ Nguyễn tộc mà làm được như nhau lỡ phá rồi cái kiểu của cộng sản là như vậy do đó bây giờ thảy cục đá dò đường này ra là để coi phản ứng của công chúng. Nếu như mà trong Việt Nam mà họ phản ứng không mạnh mẽ, người dân ở Sài Gòn không phản ứng mạnh mẽ thì dần dần tất cả những vết tích này sẽ bị xóa sạch hết. Sẽ bị xóa sạch hết. Mặc dù rằng là các bạn thấy là cái sức cái sức mà phản kháng của người Sài Gòn về văn hóa rất là mạnh mẽ. Ví dụ như là kể từ năm 1975. Kể từ năm 1975, khi họ xâm chiếm vào miền Nam, họ lấy cái Sài Gòn họ đặt tên là thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tới ngày hôm nay 43 năm rồi, người dân vẫn đang, người dân vẫn vẫn tiếp tục gọi là Sài Gòn, đi thành phố đi Sài Gòn, không có ai nói đi đi Hồ Chí Minh hết. Mà cũng không có ai gọi là Hồ Chí Minh hết. Vì người dân người ta gọi là người dân Sài Gòn, cũng không ai gọi là người dân của thành phố Hồ Chí Minh hết. Thì các bạn thấy là cái sức phản kháng của người dân miền Nam, mặc dù rất mềm dẻo, mặc dù rất là rất là cà, à, cầu an, cầu an tức là thằng nào cai trị kẻ cha nó miễn tao có cơm ăn à no áo ấm là được rồi miễn tao ai có cơm ra, ăn mặc là được rồi nhưng mà họ có một cái quy tắc là họ gìn giữ cái bản sắc rất cẩn thận đụng tới là không được đụng tới là không được thì đụng tới những cái nét văn hóa của miền nam là không được các bạn nhớ là cái năm 75 vào không tất cả các nhạc sĩ đều bị cấm sáng tác nhưng mà riêng một cái ngành cộng sản không dám đụng vô là ngành cải lương nhanh cải lương cộng sản không dám đụng vô, vẫn phải để cho những nghệ sĩ cải lương trình diễn. Mặc dù rằng là nó thao túng vô nó lập đàn Trần Hữu Trang rồi nó bắt các đàn các cái đoàn cải lương phải vô phải, phải phải hợp tác với đàn chính phủ để có cái giấy phép hoạt động. Vân vân. Nhưng mà cuối cùng nó cái bản chất cuối cùng là cộng sản không dám cấm cải lương. Tại vì cải lương là cái nôi văn hóa của cả miền Nam. Đụng tới cải lương là là có chuyện ngay mặc dù là trong những năm gần đây thì ngành cải lương bị lớn áp rất nhiều và cũng một phần là do mưu đồ của những kẻ đó nhưng mà ngành cải lương bây giờ đang bị gọi là bên bờ vực thẳm của sự phá sản nhưng mà cho các bạn thấy là cái nôi văn hóa của miền Nam rất là mạnh và cái việc mà họ đòi à, đặt câu hỏi là có nên phá cái dinh thượng thơ có một cái lịch sử 130 năm hay không rõ ràng các bạn thấy lúc nào Cộng sản làm việc cũng dò đường trước và các bạn nghĩ đi tất cả những cái kiến trúc đẹp của người pháp xây dựng cho chúng ta tới ngày hôm nay các bạn thấy nó tồn tại tới ngày hôm nay cả trăm năm hơn rồi nó có bị gì không các bạn kỹ thuật xây dựng của người pháp ngày xưa đó nó có bị gì hay không là các bạn nhìn là các bạn đủ hiểu so với những cái kiến trúc bây giờ cộng sản xây dựng hay là những tên đại gia nhờ cộng sản làm giàu xây dựng thì các bạn thấy sự khác biệt như thế nào rõ ràng các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào lịch sử chúng ta phải công bằng. Người Pháp đô hộ chúng ta 100 năm. Họ có những cái hành động rất tàn ác với dân tộc Việt Nam. Họ hút máu của chúng ta, họ bơm về nước quốc mẫu nước Pháp của họ rất là nhiều. Nhưng bên cạnh cái chuyện tàn ác đó, họ vẫn đóng góp khá nhiều cho cái việc mà xây dựng và cho dân Việt Nam tiếp cận với lại cái văn minh của Tây phương. Trong đó các bạn thấy là thứ nhất cái rõ nét nhất cho các bạn nhìn thấy là tất cả những cái đường phố. Tới ngày hôm nay, những cái đường phố ở Sài Gòn các bạn đang dùng vẫn là do người Pháp xây dựng. Và cái thứ hai là cái chế độ giáo dục. Người Pháp, họ có một cái chế độ giáo dục tốt. Cho tới ngày hôm nay, những người mà bước ra xã hội, những người tiền bối của tôi, những người mà lớn tuổi hơn tôi đó, cùng thế hệ với bố tôi nữa, đều rất hãnh diện. Họ là học sinh của La Santa Bear, họ là học sinh của Mary Curie, họ là xuất thân từ những cái trường Pháp. Tại vì họ đầy đủ bản lãnh, cái môi trường giáo dục của người Pháp dạy nó rất là tốt và những người được đào tạo trong cái môi trường đó họ thành công thành danh và họ trở thành những nhân tài của đất nước trong khoảng một khoảng thời gian trước khi cộng sản vào xâm chiếm miền Nam. Thì các bạn thấy dù gì người Pháp còn để lại hai cái điều hai cái yếu tố tốt một cách cụ thể cho các bạn nhìn thấy, đó là chưa kể những vấn đề khác. Còn bây giờ suốt 43 năm Cộng sản cai trị cả miền Nam, các bạn kiếm dùm tôi một cái điều tốt họ làm được. Một cái điều tốt họ làm được cho người miền Nam. Hay là họ làm cho cái nền, họ làm cho Việt Nam càng lúc càng đắt nát hơn, càng lúc càng tan, tan, tan thương hơn và cái xã hội càng lúc càng băng hoại hơn. Các bạn thấy ngày xưa, khi mà chúng ta lúc mà trong nhà thôi, những nhờ những người lớn họ được thụ hưởng hai cái nền giáo dục một cái nền giáo dục cũ của nho giáo và một cái nền giáo dục của người pháp họ pha trộn và họ có một cái phương pháp dạy chúng ta lúc mà còn nhỏ tôi nhớ còn nhỏ là bố tôi dạy rất là kỹ mẹ tôi dạy rất là kỹ ví dụ như là lên ngồi ăn cơm là phải ngó phải như thế nào cầm đũa như thế nào cầm cái nĩa như thế nào thưa gửi ra sao và khi ăn thì phải biết ăn như thế nào ví dụ như á mình nhìn vô một cái dĩa thịt dùng cái đũa gấp á, Tại vì ở bên Việt Nam các bạn nhớ là ở bên Mỹ thì nó sạch sẽ hơn, nó có một cái đũa riêng ở trên cái dĩa đó. Để cho mọi người muốn gấp thì lấy cái đũa đó hay cái muỗng đó gấp chứ không có dùng đũa của mình. Đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam thì ngày xưa các các bạn nhớ là chúng ta không có cái đó. Cái ai cũng có đôi đũa riêng của mình lúc mà gấp. Thì khi gấp ông bà cha mẹ dặn như thế nào? Không có cầm cái đũa mà dễ 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 kiểu này. Mắt nhìn thấy cục thịt nào hay thích miếng miếng nào gấp thẳng ra. Trước khi gấp phải nhìn chứ không có ngồi đó mà ngồi lựa 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 cái đó là ông bà cha mẹ chúng ta gọi là mất dạy và không có tôn trọng người lớn đúng chưa các bạn nó mình đã được từ, dạy từ bé tới giờ còn bây giờ các bạn à, ở à, ở Việt Nam nè các bạn xin trưởng thành sau 75 nè 80 90 nè các bạn có được dạy những điều đó hay không là khi ngồi ăn là ăn trong nồi ngồi trong hướng mà đúng không mà khi ăn đó hay là vừa thưa đó, ông bà ăn cơm cái là sọt đũa vô ngồi lừa 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 đó là hồi xưa là chúng tôi mà làm cái kiểu đó là là đánh gãy tay luôn á ba má bố mẹ chúng tôi là đánh gãy tay chúng tôi luôn đó thì các bạn thấy cái nền giáo dục đó nó tốt như thế nào nó tốt như thế nào và tôi là cái người chứng kiến được cái sự gọi là cái cái giáo dục đó dạy cho cái người miền nam tự trị như thế nào tôi đã từng kể cho các bạn nghe một lần tôi viết ở trên ở trên bài hồi lúc mà tôi còn viết cho dân làm báo tôi kể cái, cái giai thoại mà tôi gặp lại à, à, tata trung tấn cang à, tata trung tấn cang là phu nhân của cựu phó đề đốc trung tấn cang ông đã qua đời rồi à, tôi à, tôi lúc mà tôi gặp tata Thiệu tức là à, bà phu nhân của tổng thống thiệu thì khi mà tôi chở hai người đi à, chạy trời chơi đó các bạn biết là theo phép lịch sự và mình là con cháu nữa chở tới nơi đậu xe vô tôi mở cửa cho tata ta thiệu bước ra thì tata ta thiệu bước ra rất là nhẹ nhàng nhưng mà khi tôi mở cửa bên kia cho tata trung ta tấn can mà lúc đó đó tôi nói các bạn nghe tata trung ta tấn can yếu bà đi bà phải chống cái gậy Còn tata ta thiệu lúc đó khỏe mạnh lắm tôi nhớ lúc đó năm 2012 2013 thì tata ta thiệu còn khỏe mạnh lắm lúc đó bà bà còn khỏe mạnh lắm bà không cần ai dìu cả còn tata trung ta tấn can chống gậy cho nên tôi phải dìu bà ra tôi vừa đưa tay vô thôi là bà đưa tay bà gạt tôi ra Bà nói con để ta ta tự đứng. Nội một cái điểm đó các bạn đã nhìn thấy được cái cái giáo dục của miền Nam. Nó dạy người ta tự trọng tới mức độ nào. Và biết tự lực cánh sinh như thế nào. Tức là họ muốn tự mình đứng dậy. Họ muốn tự mình bước ra khỏi xe chứ không cần ai dìu. Thì tôi kể cho các bạn nghe. Cái này tôi đã có viết cho dân làm báo một lần rồi. Nhưng hôm nay sẵn trên cái livestream này. Thì các bạn thấy tất cả đó là những cái văn hóa tốt đẹp của miền Nam. Nhờ cái nền giáo dục mà pha trộn giữa nho giáo của ông bà tổ tiên và cái nền giáo dục của người Pháp nó pha trộn lại để có được một cái con người nó văn minh và cái con người nó bạc thiệp như vậy. Còn bây giờ các bạn nhìn lại cái nền giáo dục của Cộng sản đi. Nó nát bét như tương. Vô trường thì đánh đấm rồi chửi bới, chửi thề các bạn nghe rồi đó. Nhất là những cái ngôi trường ở ngoài Bắc mà tôi coi mấy cái cái video clip mà họ đưa lên đó là mở lên là cứ cái tiếng nghe khó chịu lắm, là vì toàn tiếng chửi thầy không à. Mở miệng ra đó, nói sáu chữ là hai bốn chữ là chửi thầy rồi. Thì các bạn thấy rõ ràng cái nền giáo dục nó băng hoại chính vì vậy. Mà tại sao tôi đưa cái tin này lên là vì họ biết họ bế tắc. Những kẻ cai trị nó không có phương pháp giảng dạy, nó không có phương pháp dạy người ta. Nó không có cái đường hướng dạy cho cho con nít. thì cái cách dạy của họ là tuyên truyền thôi chỉ có nhồi sọ thôi bác hồ bác hồ cái gì cũng bác hồ cả rồi mát lenin nhồi nhét những cái đó vô đầu con nít thôi họ không có dạy họ chỉ tuyên truyền vào nhồi sọ thôi nhưng mà họ sợ một ngày nào đó mấy đứa nhỏ bắt đầu lớn lên bắt đầu biết suy nghĩ và khi nó biết suy nghĩ nó tìm về cái gốc gác của nó thì nó sẽ tìm ra được nhiều thứ mà cái đảng cai trị đã bịt kính bấy lâu nay chính vì vậy mà cái đảng cai trị e sợ điều này cho nên các bạn thấy là tại sao có cái trường hợp của Hồ Ngọc Đại đòi đưa ra cái phương pháp giáo dục mới vân vân và vân vân là vì họ muốn tẩy não cái thế hệ cũ cái thế hệ trẻ từ bắt đầu từ bây giờ bây giờ các bạn nghĩ những đứa nhỏ đó học cái phương pháp giáo dục của Hồ Ngọc Đại hay là cái kiểu mà đổi cải cách của Bùi Hiền thôi mà cái cải cách cải cách của Bùi Hiền thôi các bạn tưởng tượng cái thế hệ từ đây cho tới 15 năm sau mấy đứa nhỏ nó còn biết gì về quá khứ ông bà của nó không nó còn biết gì về những cái câu đẹp, những cái câu nói mà à, dân gian của miền Nam ngày xưa của ông bà tổ tiên để lại không? Hay nó chỉ biết những cái câu ca câu ca dao tuyên truyền. Đó các bạn thấy ngay cả cái cuốn sách của Hồ Ngọc Đại mở ra, ngày xưa tôi mở cái cuốn vở lòng của tập đọc lớp 1 ra đó là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đó là cái câu đầu tiên mà chúng tôi học ở trong trường. Cái câu đầu tiên và cái câu đầu đời khi mình bước chân vào trường học công cha nghĩa mẹ là trên hết còn cái cuốn của hồ ngọc đại mở ra là gì tháp mười đẹp nhất bông sen các bạn thấy chưa đó là cái nó có cái chủ đích tẩy não và các bạn coi vô cái nội dung thì các bạn thấy rõ ràng cái nội dung đó hoàn toàn là cái nội dung nó không có dính líu và liên hệ gì tới cái văn hóa cũ của ông bà tổ tiên để lại hết đó là cả một chiến dịch mà cả một hệ thống <laughs> cái chiến dịch đó nó là cả một hệ thống chứ không phải chỉ đơn giản các bạn thấy chỉ là ồ cải cách giáo dục thôi không nó không phải là cải cách mà nó nằm trong cả một cái chiến dịch là xóa dần tất cả những dấu vết của miền nam xưa kia chính vì vậy mà các bạn thấy những cái cái trò mà gọi là càng lúc mà càng lố lăng đó thì nó đẩy lên rất là nhiều các bạn coi trên báo các bạn coi trên truyền hình là các bạn kể cả trên sân khấu nữa nó tạo những cái văn hóa lố lăng nó để cho mấy đứa nhỏ lên cứ bắt chước à, tài tử của Hàn Quốc, của Đài Loan hay là của à, Thái Lan rồi làm những cái trò scandal nó thả ra, nó xả cho cứ làm scandal cứ thoải mái làm, tại vì nó muốn phá đi cái văn hóa mà nó giữ được cái nền tảng xã hội gia đình là cái văn hóa bảo thủ, cái văn hóa đó nó tuy nó bảo thủ nhưng mà nó gìn giữ tất cả các nền tảng và giá trị của gia đình thì họ muốn phá đi Cho nên họ để cho mấy đứa nhỏ Tha hồ vô trường cứ việc chửi thề Tha hồ quay live stream chửi thề Nó coi như là chuyện bình thường Tôi coi một cái live stream nó cầm cái phone lên Nó kể một câu chuyện gì hay là nó đang quay một cái gì đó Thì tôi nghe từ đầu tới cuối là tôi nghe Toàn là những cái chữ à, Chửi thề không à Mà tôi không hề nghe những cái ngôn từ lịch sự Tại vì Nó muốn cái văn hóa như vậy Để xóa dần cái dấu vết văn hóa tốt đẹp của miền Nam Mấy đứa nhỏ thì lớn lên nó đâu biết đâu Nó là cái tờ giấy trắng nó ra xã hội Nó tiếp xúc ngoài xã hội Và rồi thì nó nghe cái tiếng chửi thề đó Nó thấy không có gì lạ hết Rồi nó chửi theo Riết thành quan miệng Rồi nó coi đó ô chuyện này là bình thường Chuyện này là bình thường Ủa chửi thề đâu có gì lạ Đâu có gì là là lớn lao đâu Nhưng các bạn thấy Trong cái văn hóa ông bà tổ tiên mình để lại Chửi thề là một cái hành động được xem là dung tục tục tiểu Và giảm bớt càng giảm bớt càng tốt đúng chưa đó là cái ông bà tổ tiên còn bây giờ nó xả ngay cả cán bộ cũng chửi thề cán bộ mà uống vài ly rượu vô là các bạn nghe chửi thề từ trên xuống dưới bất cứ chuyện gì cũng là toàn tiếng chửi thề không à thì làm sao mà nói tới con nít bây giờ mà nó không bị ảnh hưởng rồi đó chưa kể là cái xã hội không có pháp trị công an ngồi xổm lên luật pháp đi bắt người ta đi làm gì cũng không có giấy tờ không có con khỉ gì hết ngay cả công an còn vi phạm luật pháp còn không tôn trọng luật pháp thì mấy đứa con nít làm sao nó tôn trọng luật pháp được thì nó cứ việc là thấy đồ là cứ cướp thấy chó là cứ bắt cái gì mà bán ra tiền là làm hết rồi chưa kể là buôn xì ke bán ma túy buôn lậu tất cả những cái gì làm ra tiền đối với mấy đứa trẻ bây giờ đều là hợp pháp dù là cái dù, hành động đó là cướp của giết người bán ma túy hay là làm gái đối với nó kiếm tiền là hợp pháp nó tạo ra một cái xã hội như vậy, thì các bạn thấy là nó băng hoại chưa? Nó băng hoại hoàn toàn đối với cái xã hội của Việt Nam. Mà trong khi đó, cái thế hệ tôi, cái thế hệ của tôi, ngày xưa ở Việt Nam, nó không đến nổi như vậy. Mặc dù Cộng sản, khi mà tôi lớn lên thì Cộng sản chiếm cả miền Nam rồi. Tôi đi ra đường, thì tôi chỉ gặp những cái ánh mắt gọi là nghi ngại, những cái ánh mắt à, nó không được bình thường thôi nhưng mà cũng không đến nỗi có những cái ngôn từ nặng nề với nhau. Tôi về tới nhà thì tôi vẫn phải giữ cái gia giáo trong nhà, tức là đi thưa về gửi rồi á, bố mẹ tôi thì bận rộn thì tôi phải chuẩn bị cơm nước và đợi bố mẹ về ăn chứ không có tâu tấu đi ăn trước. Tất cả những cái đó là vì tôi đã được dạy từ trong từ bé tới lớn nó thành cái thói quen. Cho nên bây giờ bây giờ tôi nhìn lại cái văn hóa của bên Việt Nam qua những cái 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 gì. À, ăn buffet, rồi tôi nhìn thấy uh, nói chuyện với bố mẹ, rồi uh, tất cả những thứ đó, nó đảo lộn hết. Nó đảo lộn sạch sẽ hết các bạn. Và giống như tôi đã nói là cái kẻ cai trị muốn như vậy. Nó muốn xóa sạch tất cả cái văn hóa, cái dấu tích của một cái nền văn hóa đẹp. Một cái nền văn hóa rất đẹp của miền Nam Việt Nam. Nó muốn xóa bỏ hết. Từ những cái tòa kiến trúc có giá trị lịch sử cho tới con người, cho tới giáo dục, cho tới văn hóa nó tàn phá sạch sẽ hết. Muốn tạo ra một cái thế hệ hoàn toàn không dính líu gì tới cái quá khứ nữa. Mà nó gọi là gì? Con người mới Việt Nam đó. Các bạn nghe cái chữ con người mới Việt Nam chưa? Đó là ngôn từ mà nó nó dùng để mà nó nói trên mặt báo đó. Tức là tụi bay quên hết quá khứ tụi bay đi. Tụi bay quên sạch hết đi. Đảng sẽ tạo ra một con người mới. Đó là những con lừa Chỉ biết nghe thôi Và cần thì cứ việc chửi thề Đó là con người mới mà Cả một cái hệ thống giáo dục đó mong muốn Chính vì vậy Khi mà tôi làm cái livestream Khi tôi nhìn thấy cái, cái tờ báo VnExpress đăng cái điều này Thì tôi vẫn tiếp tục phải nói về vấn đề Tại vì tôi biết Nói được bao nhiêu hay bấy nhiêu Và trong Việt Nam các bạn nghe được bao nhiêu hay bấy nhiêu Tại vì đó tôi coi như một cái lời báo động của tôi một cái lời báo động của tôi về cái tình trạng mà sắp sửa sẽ có những cái cuộc gọi là xóa dấu vết, xóa sạch hết. Từ nay về từ đây cho tới cái thời gian tới mà các bạn cứ ngồi mà im lặng đó thì từng từng bước một từng bước một các bạn sẽ ngay cả bây giờ mà những người bên Mỹ mà về tới Sài Gòn họ không nhận ra nữa đâu. Những cái tòa di tích lịch sử, những cái chỗ thơ mộng ngày xưa bây giờ nó xóa sạch hết trơn rồi nó nhân danh phát triển, nó nhân danh mới. Nhưng thực ra cái mới đó so với cái cũ thì nó như thế nào thì các bạn tự đánh giá lấy. Các bạn là những người ở bên đó. Ok các bạn, đó là cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi liên quan tới cái tòa nhà Dinh Thượng Thơ có giá trị lịch sử 130 năm sắp sửa bị làm thịt. Hy vọng rằng các bạn trong Việt Nam báo động với nhau để giữ lại những cái tòa kiến trúc lịch sử mà chúng ta đã có từ cả trăm năm nay để một ngày nào đó khi có một cái sự thay đổi xã hội chúng ta vẫn gìn giữ lại được những cái nét tốt đẹp nhất của miền Nam Việt Nam và chúng ta sẽ gặp lại vào cái chương trình Houston nhật ký ngày thứ hai tuy nhiên sáng thứ bảy thì tôi vẫn làm cái chương trình à, tán gẫu và tối ngày hôm nay 9h30 thì tôi vẫn làm cái chương trình giải mã mời các bạn nhớ đón nghe chương trình giải mã tối ngày hôm nay khá đặc biệt. Mến chào tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 9h30 tối ngày hôm nay.